Cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả các tình yêu của Hưng lâu lỡ con về Seattle. Hưng cho phép Hưng được nói với quý vị một chút xíu nha. Chút xíu, tôi xin Hưng biết là mọi người thương Hưng, thương anh chị nghệ sĩ, cái bỏ thời gian đến đây để nghe thầy Hưng hát. Nhưng mà ngày hôm nay Hưng đang, chắc quý vị có đọc thông tin nhiều ở trên mạng, Hưng đang gặp một cái sự cố rất lớn. Hưng không phải vì cái điều đó mà né tránh, Hưng có mặt ở đây để nói lời xin lỗi với khán giả của mình, những người thương yêu mình, các fan của mình ở khắp nơi. Hưng cũng muốn đi kiếm, đi làm việc để kiếm sống, nuôi gia đình mình, kiếm tiền để lo cho con mình, cho mẹ mình. Cũng muốn mấy chịu khó bán mạng mình trên trời, bay khắp nơi đó. Nhưng mà ngày hôm nay đang gặp cái sự cố lớn như vậy đó. Hưng... thật sự là Hưng muốn hát lắm chứ, nhưng mà Hưng mong mọi người thương Hưng, hãy cho Hưng một lần này là xin lỗi mọi người, Hưng thiếu nợ mọi người. Để sau khi xong tất cả mọi thứ, Hưng quay lại Hưng đền bù một cái live show riêng của Hưng tại đây. Hưng nhờ Stephen Myers giúp Hưng làm cái show free, để Hưng cũng hát free luôn để tặng mọi người. Rất mong mọi người thông cảm. Hưng sẽ ra ngoài chụp hình với mọi người, hết thì thôi nha. Hưng kính mong tất cả những người yêu thương Hưng hãy cho Hưng một cái bàn tay, một cái chỗ dựa lần này. Hưng xin lỗi mọi người rất là nhiều nha. Nha mọi người nha, Hưng xin lỗi. Hưng không muốn thế nào hết trơn á nha, rất mong mọi người thông cảm và đừng có giận Hưng nha, đừng giận bầu show. Hưng sẽ ra ngoài đứng chụp hình hết, cái nào hết khách thì thôi, để đền bù lại với mọi người. Thôi rất mong mọi người lượng thứ, phụ hát thêm một hai bài nữa giúp Hưng. Và Hưng sẽ ra phía trước đứng từ từ để chụp hình với anh chị em nha. Hưng biết mọi người thương Hưng lắm, mình ra trước mình chụp hình nữa nha. Hưng cảm ơn mọi người rất nhiều, biết ơn mọi người nhiều lắm nha. Hưng cảm ơn mọi người thông cảm. Xin cảm ơn sự lượng thứ của quý vị đã dành cho ban tổ chức, dành cho Vũ cũng như là anh Đàm Vĩnh Hưng. Trong cái trường hợp bất khả kháng này, đã cố ngồi nghe Vũ hát những cái bài không phải là sở trường của mình, mà quý vị vẫn vỗ tay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một ngày rất gần đây. Và khi trở lại sẽ lợi hại hơn xuống, quý vị đồng ý không ạ? I love you Seattle! Mwah! I'm going to die.
là đi hơn. Thank you.